Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nêu cảm nhận về một đoạn thơ mà em thích trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 7 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là đoạn văn hay nhất, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Mùa Xuân Nho Nhỏ là bài ca đẹp đẽ và sâu lắng về ước nguyện cống hiến chân thành của nhà thơ, muốn được sống đẹp, sống có ích với cuộc đời chung. Khao khát đó cháy bỏng tự nhiên và thuần phát khi nhà thơ lựa chọn những hình ảnh của tự nhiên giản dị để diễn tả. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Làm con chim, làm một cành hoa dâng hương thơm, tiếng hót làm đẹp cho đời. Đặc biệt, ước nguyện muốn hóa thành một nốt trầm hòa nhịp, nâng đỡ bản đàn buôn điệu của cuộc đời. Nếu như phần mở đầu, tác giả phác họa hình ảnh mùa xuân của tự nhiên bằng hình ảnh bông hoa và tiếng hót, thì tới đoạn thơ này, hình ảnh đó được lặp lại như một sự đối ứng chặt chẽ, sự thống nhất trong tâm tưởng. Điệp từ ta một lần nữa khẳng định và nói thay ước nguyện mong muốn được cống hiến của rất nhiều người trong thời kỳ đất nước bước vào đổi mới. Nhưng trên hết, ước nguyện muốn được hóa thân của tác giả cháy bỏng và thật đẹp khi tác giả sử dụng từ lặng lẽ. Đây là một cách nói khiêm tốn, chân thành mà giản dị, lối sống cao đẹp. Tác giả muốn được cống hiến âm thầm, lặng lẽ. Điều này làm cho người đọc xúc động trước lời tâm sự của con người từng trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã cống hiến và sống có ích cho tới cuối đời. Thanh Hải. Hết bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.